Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi tối xem live vậy anh em ơi. Và như cái dự đoán của Khải thì cũng như anh em biết thì sau khi mà Khải có thêm một món cực động sát tiếp theo, đó là một ngọc bội. Đó anh em, sau khi có thêm một ngọc bội 25 thì hiện tại xếp của Khải đã lên được 25 này. 25 là 50. Và gia truyền này mới có thêm một gia truyền 7, đó là 57, kèm với nhẫn 5 là xếp bằng bán này 62% anh em ơi. 50 từ động sát và 12 từ cái nhẫn và gia chiên là 62 may mắn, kèm với cái may mắn từ cái con bác sư này nữa là 67 may mắn. 67 may mắn. Vào hiện tại thì Khải cũng đã chuẩn bị đó là vòng tay này với lại bông tai, hai cái này thì đến vạn sư thông rồi lát thêm vòng may mắn anh em đó, và kèm với quá tửu và thiên sơn bảo lộ đó, và thiên sơn bảo lộ quá tửu các kiểu. Thì bây giờ thì Khải sẽ butter những ngạc này vào rồi chuẩn bị Khải mở anh em mở boss anh em xem. Ở lần này theo dự đoán thì hơn 300 con lệnh bài boss anh em ơi, đánh cho anh em trong bang anh em ơi. Hơn 300 con lệnh bài boss anh em. À, ok. Hơn 300 con lệnh bài boss. Rồi, vô butter ơi, vô butter, vô butter, em cắn cái bánh cho vui anh em ơi. Rồi, thả đi Long ơi, thả đi Long ơi, thả. Rồi, vào nữa event ra này. Trời ơi, cái gì bốn thổ luôn, một kim ba thổ. Ơi, cắn mình bắn nha anh em ơi, xong mình bắn nha, đầy đủ mình bắn nha anh em. Đó, anh em không? Cắn một phát một đầy anh em, đầy mình bắn luôn nè. Thổ cái quýnh được 4 thổ, 3 thổ luôn. Đó, thổ có được. Nhắm cho Long ơi. Lời xong còn 200 ạ. Và tầm này là không biết là bắt 57 này với set mình bắn này thiệt sự một set mình bắn quá đẳng cấp luôn anh em ơi. Cho anh em xem hiện tại set này là vừa thêm tân trang thêm nè, thì thiệt sự là set này quá ok luôn anh em ơi. Và biết liệu ngày hôm nay liệu có siêu phẩm hay không nha. Anh em cùng chờ đợi bắt 57 này liệu có siêu phẩm hơn nha anh em ơi. Gần 300 anh em đang xem này, đừng quên đỡ lại cho Khải một like share, ủng hộ cho anh em ơi. Lần này thì ba con thổ một kim mà hơi lâu anh em à, đợi một xíu nha. À, lùm kim anh em ơi, kim chết này. Cái này ba con thổ chắc là Khải phải phụ anh em ơi. Phải phụ thêm vô, đánh cho lẹ. Rồi, kim chết này, liệu siêu phẩm hay không? Về bờ hay không anh em chờ đợi chung cho lắm. Kim chết trước anh em ơi. Thức đêm xem luôn, hôm nay hơn 300 con anh em, và kèm với hơn 15 con lệnh bài đặc biệt. Kim, kim, một cái kiếm, một cái vũ khí. Ok, thổ nè, phụ đánh lên đây. Rồi, đó, phụ đánh lên nè, không? Con thổ này cũng thấy đánh lâu lắm, nên là mình phải đâm phụ nè, đâm xíu máu đỏ liền chứ. Rồi, giờ đợi chết thủ đồ tiếp nè em ơi. Rồi, khui hàng, khui hàng, khui hàng. Anh em xem có hàng gì không, có hàng gì không. Uầy, trời áo không phục hồi. Ai chà. Ít mà là vãi chướng áo không phục hồi lâu. Trời cái áo phục hồi 40 đâu vãi. À, cái áo đẹp vãi chướng luôn, không phục hồi. Ít mà là, ít thằng là. Rồi, mày thôi. Ai hết mà là, anh có đắt ít đi. Mà là, thằng cha rồi. Ôi, cảm ơn chứ. Ôi, phục hồi 30. Ngon ngang lần này sẽ bắn đẳng cấp ra đồ khác với hoàn toàn luôn em. Ui dô, xin lực lực nữa nè. Rồi, áo nha. Ao đi, ao đi, ao đi, ao đi. Đại lưng 2018-20, thấp quá. Ta vẫn còn đánh tốt. Kim số. Thổ. Đâu, không có tóc đâu đánh. Đù, tầm này nhang nhang, lên set set này đẹp luôn em ơi. Sát thương em thấy khác nhấn không? Đù. Á à, thần, vô luôn. Trời ơi. Cho anh xin rồi. Cái bùa. Ráng, Long ơi, vô lái Long ơi, vô lái Long ơi. Long, Long, Long. Cái bùa anh đam bóp. Lái đi, nhìn cho đỡ ghiêng. Xin lực lực. Rồi, tiếp tục đang tiếp theo. Hôm nay anh Tùng thả đúng không? Hôm nay anh Tùng thả đúng không? Ừ. Ok anh ơi. Ồ, xem bánh này thiệt sự nó ra cảm giác rất đẹp luôn. Bánh này ra được đấy nhỉ. Đồ đẹp ghê luôn chà. Hôm nay cái lần bài thường này anh Tùng hơn 100 con hả anh? 150. 150 con lần bài thường nè. Tối nay đánh chắc tới sáng rồi đó. Ok em ơi, vừa rồi bói tôi rồi thì toàn rác rồi mày. Có một cái ngọc bội. Ôi thủy nha anh Tùng. Tùng ơi, đặt cọc cái bầu thủy nha anh. Khải sẽ mua một cái nón sống giống. Lần bài à. Hello anh em ơi vô nha. Hello anh em ơi vô nha. Bây giờ thì anh em cùng xem live vô anh em ơi. Có làm TikTok không Khải? Không không hi tái ơi. Hồi trước Khải có live TikTok mà live TikTok không ai xem đâu. Nên là Khải làm cái mảng bên fanpage đó. Anh em có thử gõ ở cái link fanpage Duy Khải Gaming hoặc là link này xem nè. Anh có thử ghé với fanpage cho Khải một follow nè. Bên fanpage thì Khải cũng đăng live trực tiếp bên fanpage. Đó. Nhưng mà chủ chốt vẫn là YouTube nha anh em. Chủ chốt vẫn YouTube, anh em nào mà thích thì vẫn cứ ở YouTube ủng hộ nha. Hoặc là anh em có thể ghé qua fanpage đó. Cho một theo dõi fanpage anh em ơi. Fanpage Duy Khải Gaming nha. Đó. Rồi, lùm đồ đấy.
quá nhiều vũ khí. Rồi vô khui đội cho anh em xem. Vô nè. Lần này thì với boss săn này thì 150 con boss săn và đặc biệt thì hơn 200 con nè. Đặc biệt hơn 200 con. Áo thủy số. Nón thủy. Ôi trời ơi, nón thủy vãi nồi. 30 23 nồi là cái 3 điểm. 30 dùng 1. Số. 30 dùng 1 số. Trời ơi, sát thương không tốc độ đánh. Úi trời ơi, 36 điểm. Số. Rồi, số. À, tiếp tục anh em ơi, tiếp tục năm mẹ năm con tiếp theo. Thằng này với 150 con thì bó nhanh anh em ơi, bó nhanh cho anh em xem. Nó khải lắp một ạc cho đứng nhặt đồ luôn. Ba đồ mà tầm chung chung đồ rất rắc tí hoặc là đồ xài được tương đối được á. Phải rồi giờ bó tiếp anh em xem. Phải quanh cho nó nhặt luôn nè. Cho nó nhặt rồi anh em là chung băng xin thì tính sau. Vui. 38 số 21 20 bình số. Áo không bình số. Chúng đọc 30 đọc số. À, chưa cái gì. À, tiếp theo. Chị. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ video này hơn 250 like. Tiếp tục Khải sẽ ra tiếp tục bán 58 59 60 cho anh em xem nha. Đừng quên ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Và video này Khải dốc ngược lại trên kênh, với anh em xem ủng hộ một like nha anh em. Anh em nào xem rồi thì cũng có thể ủng hộ một like chơi nha. Còn anh em nào chưa xem thì có thể xem tiếp theo video nha anh em. Tại vì video này Khải live trực tiếp rồi, Khải sẽ ngắn bớt lại cho anh em xem cho đỡ nghiện anh em ạ. À. Ở nhưng mà anh em xem anh em ơi. Này xem xong rương này coi được gì, 3k vũ khí nè. 3k vũ khí anh em. Số. Trời thố số 520 đọc số. Đọc số 520 số. Chưa có gì là anh em ơi. Toàn rác thôi. Và tay 120 sinh lực nồn lực cho anh em trong bang xài thôi. Cái này bán không có giá bao nhiêu cả. Rồi chờ tiếp theo mẹ tiếp theo anh em ơi. Đồ ra. Kiếm kiếm phán chì. Xong con mộng này vô luôn. Đó, vô kéo, em đọc bùa. Làm việc em trai. Làm đâu. Rồi, khui anh em ơi, khui mẹ tiếp theo nha. Ừ, anh vô phun may mắn này chắc hơn trăm may mắn lắm nè. Quá tử thiên sơn rồi, các kiểu vòng dây, vòng tay đâu. 23 số 6 15 bình sập 4, ít quá. Cùi quái. Ôi, đọc sắc rồi, không được, được, được. Cái vũ khí ngon. Ê, cái vũ khí ngon, cái vũ khí ngon nha ha. Có tiền đấy, có tiền đấy. Có tiền nha. Hàng độc, hàng độc. Hàng độc, hàng độc. 2-3 người bạn đấy. Hàng độc, hàng độc. Cái gì? Cái đó sao, cái đó sao? Sinh lực 97 rồi chứ. Đẹp nha. Đẹp quá chứng. Ừ, đẹp quá chứng. Đọc sắc còn thêm mấy điểm. 2-3 người bạn đấy. Đấy. Đấy à. Ghê vậy. Được khoảng 5 kim. Đấy. Chung cũng được 5 kim. Thì có 2-3 người bạn. Tầm 5 kim á. 5 kim á. Mà là 1 đúng đẹp nữa. 1 đẹp kiểu thích. Đúng rồi, mặc đúng 1 bóng 1 kích luôn. Mặc ống 1 đẹp nữa, đúng rồi, ống 1 hơi bị đẹp nữa. Mặc, được cái vũ khí nữa. Mặc 1 tuần lại là thủ thị trường. Mấy con cũng được 4 tuần lại. Yêu, rồi. Bó nhanh, bó nhanh. Rồi, nó vứt mấy gì đây. Ra. Bước máy gây này từ từ đến sâu này, sinh lực một lực này, sinh lực một lực cho anh em này. Rồi khui này, khu đội tiếp theo. Từ từ ra nhặt thêm rương này nữa vô khui nè mày. Được cây kiếm cũng khá được, tầm này năm độc trưởng chắc cũng thèm đó nè. Mà năm độc trưởng server cũng hơi hiếm. Đâu ngon. Đâu, năm độc trưởng server này hiếm gì, 4-5 con em. 4-5 con hả, đồ cắn máy ngăn ngừ 4-5 con hả, hoài cũng hiếm. Đâu 4 con nhưng mà độc trưởng sát nội công nó không có nhiều. Đúng rồi, nó không có. Độc sát nội công thấp lắm. Mấy cái đồ này anh em trong bang có thể xài được này, bao tay này không? Đó, anh em nào cần cái hú, mấy cái đồ này xài tương đối ngon luôn. Xài ngon luôn á.
Chú, một cây sinh lực cao để lại. Đúng rồi, cái sinh lực lực cao anh em cần nữa lại. Rồi. Ừ, rồi tiếp theo, cứ giờ làm tiếp tục anh em ơi. Hôm nay là ra khơi chắc 300 con thì biết như thế nào anh em ơi. Anh em đừng xem đừng quên trong like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Ba Lan Anh Long gì, Ba Lan gì em ơi. Ba Lan Hiền Rương, Ba Lan Hiền Rương. Ba Lan Hiền Rương. Cần chót nữa kìa. Ba Lan Hiền Rương. Ba Lan Hiền Rương đúng không? Ba Lan Anh Hương này. Giao dịch ạc lắc lắc, giao dịch ạc lắc lắc nè. Tình đụng, đụng ra thả tiếp tình đụng, thả 4 con tiếp tình đụng. Đó, đó đi nè. Thiếp anh đây. Đó đi, đó đi, đó đi. Đó lại mày Khương. Đúng rồi, đứng ở đó, đứng đó được rồi. Đó, đứng ở góc đó được rồi. Rồi, tiếp tục. Thổ là quýnh phù vậy, quýnh mấy cá cho anh lẹ nè. Thổ, ô hồ, quýnh thật sự. Nhiều hoảng quá, nhiều hoảng quá. Hỏi về tiền, về tiền, về. Đại lưng. Ơi, Khải ơi, cầm cái nỏ đó em cứa một cá một lần thổ bứt luôn ấy. Thổ quyết. Nice. Thổ quyết luôn á. Đùm đồ kìa. Rồi, đây, món luôn. Đồ. Ồ, đúng một món một thổ trời. Áo thổ đúng một món một nè. Ôi, cái Khải quýnh kìa. Không có chết được. Còn đầy máu mà nhìn hết rồi. Ồ. Quá, giờ hồi nãy em thấy hồi nãy em cưa một cái muốn bật bức lửa luôn. Đó, mấy con kia sẽ bức nữa kìa. Rồi, ok. Nhật độ, đao nè. Ôi, vũ khí nhiều, hôm nãy vũ khí khá nhiều luôn nè. Nhưng mà chưa có món nào đẹp nha. 4 cây vũ khí luôn. Rồi, 4 cây vũ khí khui. Ở 3 cây à, cây độc, cây độc. Cây độc, khui nè em ơi. Số chỗ số lượng 195 phải nói. Đấy, cái thằng lô nó 29. Trời không phục hồi. Rồi, làm 140. 520, số. À được hai ngày rồi. Cứ làm chậm giờ quá nhiều rồi. Để chán ngon. À thả tiếp Tùng ơi. Hai cái vũ khí. Ôi, tối nay vũ khí nhiều ghê ta. Mà phải kiếm được ca siêu phẩm rồi anh em. Cái này cần một khí nhiều cơ luôn. Đào kiếm top 30, sát thương 50, sát thương 180. Ủa, cái phe trên bị cái gì mà 4-5 con Nga My kiên trưởng vậy? Tây thằng lôi. Ôi, cần một khí cũng lôi 29. Trời ơi, sinh lực nội lực cũng được đó chứ. Được, ok. Đấy, rồi 15, ui, wow, sinh lực một lực cao vãi. Ở cái vứt trong xe này mà, bán này không bao nhiêu đó. Hôm trước bán được mà 3-4 kim với tầm này không ăn thua đâu nè. Này đồ nó rẻ quá. Những cái bách trước thì đồ đạn nó cũng làm chậm này nọ, nó có giá này rất 5-10 kim món nè. Bữa nay là bao nhiêu may mắn rồi Khải? 62 may mắn kèm với 5 may mắn nữa, 67 hết. 67 kèm với Thiên Sơn Quá Tử này nọ hơn 100 điểm á. Hơn 100% luôn á. Quá thật tiếp. Hơn 100% luôn ạ. Đồ tầm này ra đồ khá đẹp luôn á. Toàn 5-6 dòng không. Tiếp tục em ơi. Đợi xong là cho anh em khôi đồ tiếp. Vô đường vòng top 10 server anh em. Rồi tiếp tục thả Tùng ơi. Tiếp tục thả anh ơi. Không, ý là top 10 cấp còn là no 1 là đường môn này chắc chắn rồi. Không có người hôm nay lên hạng 5 rồi nhá. Cánh event rồi ạ. Phải quyết định ăn event để đi lên đầu. À. Đừng không ăn vậy chứ. Đường nào được. Phải ăn thôi. Quá khét. Ăn trước ăn sau gì cũng phải ăn mà. Rồi tiếp theo. Cho quẩy. Quá coi kim ngon. Kim hỏa. Kim hỏa ngon. Okay. Mình bị tục hại nhìn thấy đau đớn. Về bờ nào anh em ơi. Hơn 350 anh em đang xem cho Khải và anh Tùng như là tất cả anh em trong ban ngáo một like chia sẻ ngồi chơi anh em ơi. Ui. Lâm. Rồi đây. Nó công nhận mang cái nó này. Có thể ra một cái vũ khí nó một không? Có thể nó ra một vũ khí nó một không? Ui. Ôi, đại lưng nó một luôn Tùng ơi. Rồi, dì lái nghe mới xài luôn. Đẹp luôn đó, đang tìm cái đại lưng nè. Cầu cái gì cũng được, cầu là được à. Cầu đúng cái đại lưng hôm nay luôn. Rồi, ok. Tùng đáng lên. Ôi, cái trời đu. Má, cái trời vãi lên, bình sắc mà 90 rồi nó một. Bên sắc cái 50 nữa kìa. Ồ, cái 25 nữa. Vãi chưởng thì giải em nói cái này mà 90 bên sắc, 92 bên sắc là ngon rồi. 94 chứ, 94 đặt móc cuối luôn đẹp luôn. Ôi, vãi cái gì. Rồi. Rồi, đẹp. Rồi, anh Tùng ra lái la lưng này anh Tùng ơi. Lưng này sẽ ngon.
Đây đây đây. Đại lượng mà 25 thì ngon quá ha. Đại lượng này cũng mới 23 mà sinh lực nội lực đẹp, cũng đẹp quá. Rồi cứ ra cái nào thay cái tiếp anh ơi. Cái ngọc bội đó, ngọc bội gì khải? À đại lượng ngon không? Sinh lực 70 cũng được, nội lực 157, 23 40. Ok luôn. Đại lượng đồ đại đại ơi, chị quá trời. Ok. Rồi ra thả tiếp luôn Tùng ơi, cắt ra lưng Tùng Rương ơi, đồng ý. Phá lưng kích, phá lưng trì, đúng. Rồi, ra tiếp tục. Đâu, hàng về được ra lưng đỡ phải mua nè mà. Rồi, hai cái vũ khí. Mua tay lưng thì thổi vậy lẽ Khai ơi, nó bắt đầy mà. Ừ. Không đầy nhưng mà những cái ra lưng nhỏ hiếm anh thì cũng ra. Hả? Cái ngọc bội thủy nãy cái xịt cao. Không không, sinh lực có 100 kháng hỏa 15 chó 20 vứt đó. Đồ, có đôi giày vãi chứ, sinh lực 155, cái này giáo đan nào xài phá hành cũng xài được nè. Trời, cái đôi giày tóc 11 chà. Khải. Quăng đôi giày vô cho anh. Này. Đôi giày này cùi hơn hả? Đồ. Dạ ok, cho anh Lâm đôi giày này nha anh Tùng. Ở sinh lượng cho anh Lâm này, ngon này, đó xa đây. Ba cái đồ đó vứt đi nè. Khui. Trời, cái 30. 40 chậm xấu á. Sát thương 23, không tốc độ đánh em ơi. Sốt lượng. Ôi sổ cái áo không có phục hồi. Vậy đôi giày cũng được mà không có tóc nè mày. Sốc lùng chứ giờ ai xài. Tóc thì chẳng đời. Á thiền cái trời thiệt sự quá ngon nữa trời. Đi năm hành chuẩn luôn. Áo kim gia truyền kim cho thiên bang lên. Mà băng sắc 50 là phèn quá. Cái đó băng sắc 73 là được. Bù được cái khăn hỏa cái kìa. Nhưng mà cái băng sắc thấp quá. Thần cũng lên. Ê. Còn cái nón hỏa hay là cái giày cổ mà đẹp thì lại nhá. Ừ. Cái nón hỏa thì không lên đã. Đồ sửa xét làm hành hỏa. Rồi tiếp tục em ơi. Là lưng cây nữa. Rồi dì bờn cây vũ khí nữa. Mang luôn hợp lý. Đúng rồi nhưng mà bản sắc thấp anh em ơi. Bản sắc 50 không đọc móc anh em ơi. Cùi lắm. Cái đó chỉ đỡ cho đẹp. Ngắm nhìn cho đẹp thì được. Bản sắc 50 đúng không? Ngoài xài. Ít nhất phải 73 muốn ngon nữa. 73 là đẹp. 73 là móc 3 hoặc là 52. Đây có 50 đâm ra chỉ đặt móc 31 thôi nè. Đặt móc bằng sát 31 thôi. Nhưng phèn, gọi là quá phèn. Đặt chỉ đặt nó móc 1 thôi khỏi xài. Đây phải từ 80 mấy trở lên. Đại lưng thổ à? Đại lưng thổ lúc nãy chắc tầm khoảng 3 đến 4 kim nè. Khoảng ca dạng đến 2 ca dạng. 73, 74 trở lên là xài đẹp rồi. Ừ, đại lưng đó anh Tùng xài nè. Con nghe mi á. Con nghe mi xài nón cực phẩm định quốc. Áo 47, đan lưng thổ, nhẫn thổ, ngọc bội làm chậm, bao tay làm chậm, nhẫn lôi dày lôi, giá truyền kháng cả 18, kháng lôi 12. Thả tiếp anh đây. Rồi rút đúng một món. Đó. Đầu má, nó tối, tối nay anh em sẽ thấy con nghe mi của anh Tùng. Rồi đăng cấp luôn. Đủ tiếp tục 19-40 nữa. Đó, sức lực cao. Lượng anh thua, thấp quá. À cũng được nhưng mà nội lực thấp quá. Cái băng thấp quá. Băng cái 19 xấu quá. 30, ồ cái này anh em nào cần vứt anh em xài. Làm 140 nữa, đậu xanh nhiều vậy, họ sát đâu. Làm đồ ngon xúc. Làm 140, 2 cây nữa nè. Gì vậy? Sách tôm thằng nào ra đây, đồ đang quanh đồ cũng ra. Yếm đồ ra, chi vậy, vui, mất vui vậy. Còn... lấy thiệt. Như là nước nhật đồ, mất tây. Nãy giờ chắc nhật được không, món đi. Lắc ai cứ được à? Của em nha. Đấy, lắc là phải á. Đúng nhật, rồi ok, tiếp tục anh ơi. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Một kim à. Khui bắn này nè mày. Bắn này này, tiến về này tiếp. Khui. Rồi, nó lo sinh lực cao, nội lực đẹp bây giờ. Thằng lo 24. Đang ngày mới bút phải ạ, để mày lấy ngày mới bút làm. Chất độc sát, 6. Kim. Rồi, nội lực cao không có gì hết. 183. 180. Sao hả? Sinh lực 120. Này, trời. Rồi, xong hết. Được rồi. Thật chứ. Ôi, thiếu ngạo gì đây? Còn đồ dao rồi. Hoàng Royal. Dao nổi, đừng rảnh nổi. Lấy mẹ. Hoàng Royal. Không lấy mẹ cái nón nào. Ôi, kìa cho ông đi. Má, ông đang đứng lấy mẹ cái nón này. Có về ba lại không? Rồi, để giao dịch mấy cái này qua nè mà. Ông quay mẹ cái nón. Quăng mẹ cái nón này. Ồ, xin lạc. Rác, hai muốn rác, ba muốn rác luôn. 40 là bị bỏ đi. Ừ, hai cái dao. Nón cắn lôi 24, đâu rồi?
Đúng rồi, 4 rồi rồi. Ừ, xem bán này xin lực lực. Cao vãi, cứng trăm chín mấy, trăm tám mấy không nè. Quá căng luôn. Bói, 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 bói à, trong kia. Đó, đúng rồi, anh Tùng có đứng cái chỗ đó đó. Về bờ không? Tại 120, thông pháp 14. Ủa, xin lực lực ngon nha. Đây ngon nè. Anh thấy lá cây không? Nè, lá cây nè. Ngay đầu em nè, đó, đứng đó. Trời ra. Ok, ok. Trời, không có tóc. Úi trời ơi. Không có tóc nè. Sốc bà luôn. Đây ra. Vũ khí 120. Vũ khí 130. Ui, sinh lực cao ngon. Đó, về ngoài phát lực ngon được cả. Tay 500. Không cái nổi. À, tiếp theo em ơi. Ăn bao nhiêu đô? Xong vàng qua bán này. Vậy. Trời ơi, góc này mấy con mà sao hết ráo đồ đâu không thấy hết vậy? Miết hết hả? Lắc lâu quá, lắc quýnh lâu. Không có miếng đồ luôn mà. Được một đôi giày. Em thử đam mặc định thử coi sấy được đó không? Không không. Không đam được nó. Đam đang ngồi mày ra. Đam ngồi mày. Ừ, thấy vậy đó. Được rồi. Và đợi con này hơi lâu anh em ơi. Con thổ đó khó khăn quá, đúng một cái vũ khí rồi. Trời, trúng độc 30, sao? 25-30, bạn anh nông thổ. Ừ, không nhận. Sao không nhận nhỉ? Rồi, nhận tất cả. Rồi, nhận tất cả, nhận đủ không phải. Rồi, ok. Rồi. À, tiếp tục mà mẹ tiếp theo nè mày. Gánh mấy cái nhà nhanh chết. Đánh mấy cái nhà nhanh chết, đâu có thổ mà đánh lâu lắm à, đường môn vô phụ đánh rất là nhanh. Không không, sâu hình chi nè. Sâu hình nó công là cái boss nè. Không cần. Thấy được rồi. Cái gì đây? Đây lưng áo à. Ngọc bội. Thái Tiếm Tùng ơi. Chồng hệ kim kìa, hệ kim kìa. Kim ra cao vũ khí về bờ coi nè. Nãy ra mấy cao vũ khí sắc thương này nọ nhưng mà nó không có tóc nè mày. Hơi là cùi. Mọc. Đúng rồi, họ kim nè. Một áo. Thôi thủy, áo. Một ngọc bội, một đai lưng. Rồi. Phụ đam cái. Tên khá là nhanh. Rồi đợi tiếp tục mẹ mới nè mới. Đi bó nhanh anh lượm nè mày. Rồi mới lượm được mẹ đồ nè. Mấy cái áo nữa rồi số, lượm tiếp. Số. Trời ơi, áo này mà phòng 40 đẹp luôn Long ơi. Cho anh em mặc luôn đẹp luôn. Má cái áo. Không áo phòng 40 ngon luôn. Trời ơi, cái áo này phòng 30 không? Đậu thiệt. Áo đẹp phòng 30. À, tiếp tục Tùng ơi. Nó mà 40 cũng dáng. Đúng rồi, má cái độc 25. Sinh lực cũng lực nữa nhá. Xấu dòng vãi chứ. Ui 30, đồ này lòng khăn khó nè. Thôi, chóng dòng 1 mà. Anh Long như cần hay sao á. Sinh lực lực dòng 1 này. À, rồi đưa ra. Sao cho xin, sao hết Tùng ơi. Trời, người bỏ 20. Ok. Bà tay chón trong một này mang lái xài chứ đỡ chị. Ôi cái áo hồi 40 cho hả cùi. 120. Rồi, số thứ 11. Rồi, rác luôn. Đây. Thay anh Long được đồ nào cho ông Long thay đồ này nè. Ôi anh Long thay đâu được. Đâu được. Nếu kiểu này thì không có cái hỏa sao mang. Bảy. Không được. Mà kháng hỏa. Ôi tao khai dòng mà. Mà kháng hỏa có một điểm mang gì cũng nổi. Phát ngáo. Không hỏi một điểm sao mang. Ừ, điểm sao mang được. Má dù có sinh lực vũ lực nữa chứ. Vừa đủ mình luôn. Một điểm chịu rồi.
Nãy giờ con kia thấy dư phẩm nha. Cái đó mà khán họ khoảng 17, 18 thì mang được. Ừ, 18 mang được. Ha cày. Bảo ông Hòa Sô Dô, Lô Gia đưa cái mũ kìa. Thả tiếp anh Tùng ơi. Bao tay kìa. Lô Gia có bao tay đẹp lắm. À, cái người bán mũ tiếp này, hết rồi bán nè. Bán tiếp nè. Mày bán rồi. Khui. Từ nãy là 50 con chưa anh Tùng? Gần rồi. Uầy, sợ cái nón. Trời ơi, một điểm thôi. Thằng Thu. Vài cái nón. Gần tới rồi. Trời ơi, lại áo phục hồi 40. Tờ quần áo 540. Vãi trứng. Không phục hồi. Đẹp quá luôn anh em. Gần tới rồi nha. Ai xa. Đó. Trời, cái áo anh Tùng. Phòng thủ lý một điểm. Trời. À, 19 điểm cũng được đi. Phòng thủ phục lý 11, 10 cũng được. À, thiệt sự luôn nè, thiệt sự luôn. Được cái dòng 500, ông 1. Ừ. Anh đánh thân trưởng môn. Ừ, à, trướng thiệt. Trời ơi, cái áo. Áo này cũng ok mà được. Nhìn không có phòng thủ nè. Buộc nón này nha. Một điểm gần tới rồi nha, gần tới bán luôn. Gần ra rồi. Trời ơi, cái áo. Ây, trời, áo đẹp gớ luôn nè. Phòng thủ lấy 1 điểm má, nhỏ thiệt sự. Cái đó mà 11 luôn rồi, ngon. Thiên sơn luôn nè. Ăn thiên sơn của lỗi Khải ơi. Anh rồi, full mà. Khải ăn 1 tiếng mà. Mới ăn mấy cái kia thôi, mấy cái vòng tay này nọ thôi, một bóng. Vòng tay là 20 phút. Ôi trời ơi, đồ kìa. Đồ nha, đồ nhiều đây, đồ nha, không bói kịp. Từ từ đem vô em bói cái anh em đứng chơi nè. Khuôn gái này ra nó bói tiếp. Lát. Ôi trời, được kích được. Không, em bén lắm anh ơi, không có lộn được đâu. Em lộn nhiều lần rồi đúng không? Dạ. Rồi, đúng rồi. Tiếp tục anh Tùng ơi. Ok. Còn độ khoảng 60 con nữa thôi. Ok, anh cứ nằm con. Áo phòng thủ vật lý mà tầm 10 cũng được. Đây anh Tùng quay lại lấy áo anh Tùng ơi, cho đợi tiếng này bắn lộn á. Áo này gọi là mang tạm anh em ơi, phục hồi 40 thôi, không có gì hết. Cái áo này chỉ ấy thôi, chỉ đánh đơn đấu, đánh tân thử môn mà. Em nghe như có một người ngã ngựa, giao dịch anh đây. Nhưng mà không mất, không có đồng nào à? Không, đấy, anh Tùng. Ngã ngựa là anh Tùng, một trai ngã ngựa. Anh Tùng ra thả ngã ngựa. Đồ, cái này thiệt sự phòng thủ 19 là không khác gì áo của anh Súng Không Chút mang luôn nè. Nếu được 19. Rồi áo Súng không? Áo Súng đẹp nhất server. Cũng 19 luôn, ở sài dạ luôn, 19 luôn. Bán cái áo của đài này. Rồi tiếp theo, khui ha. Cái đài đó bán thì phải để được ha. Y2 cũng ban kim. Cái đài này á. Cũng được mà, cái này 6 dòng nào anh em sau này lên 6 dòng cũng mang món đồ này cũng xin lực được mà. Đỡ dài dần, đồ 6 dòng hiếm. Ôi, ban kim ngon nha, kiếm cái vũ khí nào đẹp của anh em. Con gì bờ đây á, về bờ nằm khi nằm đây đó. Bờ coi. Đồ đúng rồi, thêm 2 phía trước hay thêm 2 phía 9 phía sau thì ok hết nè. Đồ đã trúng 1.1. Chơi tròn vãi nồi nè, 1.1 phần thủ, vãi trướng 2 món, đúng lòng. Vũ khí đâu? Rồi, đồ kim không có vũ khí má. Chú. Vậy rồi, cái này thì không có vũ khí luôn. Không có cây vũ khí luôn, vãi trướng kìa. Thả tiếp anh ơi. Rồi, 3 con kim không có vũ khí luôn hết. Vãi nồi, cho anh nhớ. Cho anh thiệt luôn. Một. Trời ơi, cái bao tay tưởng sinh lực chứ. Nè, nó sinh lực kìa đẹp. À, thả lực. À, nó sinh lực kìa đẹp, ngon. Trời, áo phục hồi luôn. Tính là mặc áo phục hồi hiếm gơ luôn. 120. Vậy chứ em chơi trên bãi là đầy cái thầy. Mà rất phục hồi sao dòng chút xíu luôn. Trên bãi thì 3 dòng phục hồi đầy cứ 20, 30 rất đầy nhóc luôn. Có 40 luôn, có 1 dòng mà. Có 1 dòng 40 thôi. Nhưng mà đồ quốc 6, nó không có sinh lực còn lực. Hàng về cái nào. Rồi, 3 kim, 2 thủy. Ôi, 2 thủy, 3 thủy, 2 kim rồi vậy. Ngon à. Con 40. Đồ Khải đang cầm bao tay. Tay như vậy nữa mà. Khải đang cầm bao tay chống 40 dòng nào cũng được anh em. Không hỏi anh Lâm. Vũ khí.
vũ khí thủy anh em, vũ khí thủy rồi tiếp tục anh ơi, đúng một cây vũ khí thủy luôn anh ơi, bắn sát tốc độ đánh. Ôi kim 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 chưa ra sốc luôn, sốc luôn, sốc luôn. À ơ đâu tóc đâu, tóc đâu tóc... cho anh giữ chờ đồ xém thành siêu phẩm đâu đâu tóc, cái cây vũ khí đẹp gơ luôn trời, trời ơi thương vật lý 35, thương vật lý 151, cho 30, 20 cũng được, cho anh giữ chờ đâu. Rồi chắc chắn gần ra là anh em ơi đồ cho anh giữ ta. Trời à, cái đầu vãi nồi thiệt. Cao nếu là nay nay bắt đầu chắc là nay thi nè. À, cái đầu vãi nồi thiệt, đau thiệt sự luôn. Đau thì nay cầm được á, cầm được chứ không được. Nay cầm, nay đang cầm cái đau không có sát thương gì đó, không có tóc nhưng mà ông cầm cây 45 là lực tay hơn cái này rồi. Lực tay hơn cái này đó. Nhưng mà nó không có phần trăm. 45 thua. 45 hơn á. Đó, đó, mang thử là bị 45 thua mấy chục lực tay á, 45 nhưng mà không có sát thương, không không khí hận ừ bọn nay nay cầm 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 cái cây đó nhưng mà ăn đi thì anh khải bót căng hóng à, nhỏ thiệt sự nè em ơi, hai con thỏ này có nhân lệ chốt gì bốn kim kìa, chốt bốn kim cái gì nhìn cách mặt á, có ai chốt cái gì bốn kim á, chốt cây đào hay sao á. À mua cho chuyện nhân thiếu lắm mà à, ba kim đâu mà được giao dịch luôn nhanh. Rồi vũ khí thổ à, à vũ khí thổ giờ ba con kim nãy thì không ra vũ khí nào, bây giờ thổ ra vũ khí không, cái đào thì đẹp ghê, thiếu cái tóc, thiếu tóc buộc luôn, nó công 200 anh, ờ nó sáng nó công 200 nếu mà ra thì được một áo này, một áo lông áo đẹp không, quá đẹp, quá đẹp, dàn chúng đập 40 xin lỗi cộng không dàn lộc trời đồ cái này thêm tóc 10 mới đâu áo rồi, áo lông nào được rồi trời, áo lông xin xấu vậy luôn đồ đồ mà bữa nãy giờ trong lông hết bộ đồ luôn nào. Ông Long đứng từ đầu giờ đứng qua rồi. Cái này anh Long phải nhỏ là danh Tùng vài kim đỡ bù tiền vạn nha. Đồ ông nhặt hết lần 2-3 món luôn rồi, cái áo này cũng đẹp vãi chưởng luôn. Sinh lực 8X đồ ngon lành cành đào giỡn đâu. Nó mới xin cái đồ giả vậy. Nói chứ. Chỉ giả là 2 món rồi đó. Đây, vô đây. Xem cái đao kìa. Má cái áo ngon này, áo ngon hàng hiếm này. Ở đây. Đưa lên Khải quăng đi, quăng. Cái đao gì đây Khải? Đao hệ kim. Đao hệ kim anh. 3551 rồi này. Trời ơi. Má cái đầu không mà tóc bù gớm gớm. Cái đầu đó để nay cầm đi chém người được. Đúng rồi. Có tóc 10 cũng được ha, cái tóc 10 trông đỡ buồn đấy. Không đau trước đây. Tóc 40 à. Tóc 10 điểm này. Đầu đó mà tóc 10 cũng được. Cho anh em ban rồi ông ơi. Tối nay mà trong cái đám mà của Long mà ra cái nhất thắng nuôi 30 thì cho anh nhé. Ừ em thoải mái lắm. Rồi em cho liền luôn. Cái gì đâu anh. Cho em bù lại kim này vui. Anh bây giờ tối nay anh còn săn mỗi 2 món thôi, một cái nhất thắng nuôi. Nó nói sao mẹ nè mày. Cái con bội ta sinh lực nỗ lực cao vậy mà nói. Con bội đầy má. Ui. Con bội đầy mấy chứ. Trời lôi quẹ sinh lực nỗ lực không ai. Trời. Này. Anh đang đâu anh Tùng ơi. Tiếp theo. Lấy cái này về Tùng Kim Thắng anh. Không lấy hết hàng. Tiếp thả tiếp mình đây. Thôi à, đi xuống làm gói mì kìa. Có 42 điểm mình đây. Có tốt bù quá kia kìa. Cây nai nhìn phẹt. Trời lại làm chậm 40 nữa. Đậu nhiều vậy. Làm chậm 40 nhiều gì. Má lại làm chậm 40 cái vũ khí nữa. Chẳng gương gương.
Ăn hai, tất cả ăn hai. Tất cả ăn hai. Tiếp tục. À, 15 hai. Ừ, dòng 6 à. Ừ, dòng 6, dòng cuối. Sao mà kích nữa. Một đai, một chày, một đai. Anh đụng cho em thì xí nhá. Nón mọc. Tiêu mọc. Ê, áo mọc hả? Quái chưa. Thả tiếp anh ơi. Trông, nón mọc. U xanh. Anh đụng quá à. Đây anh đụng quá. Rồi, cuối. Rồi, em xin. Rồi, chọn có 30 chờ. Trong 40 năm hành chuẩn luôn. Còn thứ 5 sai. Thứ 5 được cái 21 kìa. Rồi, ok. Cái 21 cái này thứ 5 mới cho nó cái đai 25 rồi. Mấy này đó anh em nào sai. 6 dòng nữa. Xong đai cũng không cầm cái đao này. Đây lưng là cái mộng thử. 24 25. Lâm đồ tiếp tục. Mẹ mới anh em ơi. Kim vũ khí ơi. Trời ơi, Kim không có cái vũ khí luôn. Quá chướng. Tiếp anh ơi. Kim không có vũ khí luôn. Dày với nó không vậy? 23. Đến đắp trên này ơi. Rồi cái nón này nữ cũng được nè. Con long đao này cũng xài. Chuẩn năm hành nón này cũng ok nè. Chờ xíu đang là giới thiệu. Chắc lên cầm. Trời đôi giày cũng được. Sinh lực nó lực. Đẹp chưa? Ồ, có đôi giày kim. Á, tưởng sinh lực. Này sinh lực cao là gió đang cần ấy. Sinh lực thấp quá. Này nên nào cần thì vứt cho mấy sinh lực nội lực này. Nó cái bằng dòng xài. Khui hàng. Anh thay cái nón anh xài hôm bữa mà anh kích rất là ngồi đó. Ôi, mít nè. Con kia không có đồ luôn chẳng. Con kia khắc họ 11 đó. À, 13 đó. Tiêu. Tiếp anh Tùng, ôi mít luôn, không có đồ luôn. Thả tiếp anh ơi. Ừ, chóng 40, thắng hỏa. Em có chóng 40. Ok, anh em con này không có xanh. Nam, anh nhân vật Nam mà. Để tí em xem cho. Nhưng mà thắng hỏa tốc cao tí nha. Nó chung lục 171, ngon. Chuẩn năm hành. Trời, vũ khí kim 23, 72, trời ơi trời. Giờ có tóc đâu. Cái nón. Coi cái nón nè em, đồ cái nón vãi chưởng. Sinh lực này, đó, ấn ăn nha, 171. Cũng được ấy, nón này chuẩn năm hành đấy, ngon ấy. Chuẩn năm hành là cái băng bóng ấy. Nón này để mấy đứa chuẩn, em không bọc. Khi nào chuẩn em vẫn lóc cho. Đó, chị cứ bỏ thay em ơi. Rồi, tiếp theo. Em có mỏng bây giờ ấy. Em có... Tiếp theo, vô mẹ mới nè. Hôm nay là đánh khá nhiều, gần 300 con lận em. Nên là Khải phải đánh rút gọn nè. Bói rút gọn cho anh em cho anh lẹ. Cứ đến giai đoạn bói kìa cho anh em xem. Đó. Trời ơi, chón. Đồ ơi. Thượng khắc họ 25 là ngon rồi. Trời, cái đó lưng. Trời, cái năm trời. Trời, lỡ cỡ gớ gớm luôn nè. 25 là mình xài đẹp luôn nè. Mình mua. Trời ơi, bao tay. Ui rồi. Hai món ra lỡ cỡ gớ luôn anh Tùng. Vãi chưởng cái bao tay. Một lý bấy đó. À, nghĩ sao, có hai điểm trời. Cho anh vãi rồi. Anh Tùng, cho anh vãi chưởng. Đâu, nhìn bao tay đúng tròn luôn trời. Thêm số 0 nữa thì còn đây lưng này 25 cũng đỡ đây. Cái 5 điểm 25 là chuẩn bin cái 5 rồi. Chuẩn bin 6 dòng rồi. Này hả? Xin lỗi. Đọc gơ gốm. Ừ. Phải chuyển không? Phải phải từ đây lưng kia sang. Đẹp gơ. Rồi còn anh Tùng ơi. Rồi ok bây giờ đánh mình bài đặc biệt này. Chuẩn anh ơi. Ở đây đúng rồi. Rồi let's go. Đó, tầm này mà đứng góc này em chỉ cần em quýnh thêm vài đòn bảo vũ là boss chết nhanh lắm. Đó, đến đền bài đặc biệt nè em ơi. Hơn 150 con boss thường không có gì nè em ơi. Bây giờ đến bài đặc biệt như nè. Rồi, em khẽ máy cao quá nhỏ lệ. Rồi, bởi nhiệt đồ. Đó, rất là nhanh. Cứ lần 5 con boss cho nó sướng rồi nè. Rồi, với đặc biệt này gần 200 con hả anh? Ừ, đúng rồi anh thật đây, hình xui lên đây. Ủa, qua thả đây hả? Ừ, thả ba lần nè. 50 con anh khoảng 60 con. Ok. Cái này là của ai, Của anh. Ok. Vui nha. Ê, chết rồi, từ, em quên butter này, để em tích. Quên butter này. Rồi, nhiệt độ không đấy.
50 con, 5 mấy con, 1 ngàn vàng. Nhặt. Rồi, ok, ok rồi anh ơi. Đó, lần 5 con đi, 5 con trong vàng đi. 5 con, 5 tiền. Rồi, tiếp tục anh ơi. Rồi, bơ tơ, để em bơ tơ. Rồi, vô bơ tơ đây. Vô bơ tơ đi, lấy mình bánh thả cho nó vui. Rồi. Long. Anh em nào chưa like cho 1 lần hồi cho anh em ơi. 60. Quý vậy nè, đứng đầu trăm con. Rồi, được cánh thêm quá tưởng với lại thiên sơn em, bên kia hết rồi. Rồi, đó, đầy đủ may mắn luôn. Bên này còn 60 đặc biệt rồi hả? 60 đặc biệt rồi. Anh Hải bấm tiểu rồi, bấm tiểu qua đó, bấm tiểu rồi. Anh đang cầm. Ok, ok. Bấm tiểu kêu đánh cho mỏng 35 con nữa. 37. Ok. 37 con đặc biệt luôn hả? Ừ. Tối nay biết ai về bờ, biết tối nay ai về bờ đây. Có bé quậy. Anh sẽ là người về bờ. Rồi, bơ tơ rồi nè. Anh Tùng về bờ đầu tiên. Long thứ hai. Mình ai sẽ về bờ đây. Ba người cùng về bờ chứ. Làm phải có người về bờ, hai ít nhất hai người về bờ nó mới ok rồi nè. Tại vì lần đầu tiên, lần này đầu tư thực sự rất là nhiều tiền nè. Không ít đâu nè. Ôi, con này mít luôn, không có món nào luôn kìa. Ai lấy chi cũng lại nhau một tí, chẳng bị phong luôn. Lâm tiền, rồi ok, phù vào mua máu ngay. Thả tiếp Tùng ơi. Rồi, khui anh em xem để hai cái đi nha Tú ơi. Lên thả tiếp anh Tùng. Ok, khui. Kim, không có gì. Có tất cả cho ông ta. Không có kháng cả. 130. Trời, ok, cái này cũng ngon ấy. Sinh lực 148 thì Khải. Ừ, sinh lực 148, số 120. 130. Sức mạnh, sinh lực, năng lực. Rồi, thùng rác không anh em. Sức mạnh 15, sinh lực, lực 5x. Sấn lôi 10. Sinh lực nào thế? Số. Sức mạnh 8, không kháng cả. Sinh lực cao. Mạnh, cái dàn liên, nhìn chán đời quá. Sinh lực 10, sức mạnh 16. Kim là thấy mạch mạch. Mình xấu. Ừ, cái này được. Cái này cũng ngon. Toàn đồ sức mạnh, sinh lực, kim này nọ con em ơi. Khải bước cho con còn lon nữa. Mấy cái này thì... Bốt thường thì ra hệ kim thì không ra. Bốt đặc biệt ra hệ kim làm gì không biết. Không, chưa có món nào gọi là siêu phẩm. Toàn đồ tầm trung thôi. Từ cái nhẫn này Khải có thể mang được này. Chưa được siêu phẩm gì hết em ơi. Vẫn chưa được siêu phẩm gì nha. Rồi, tiếp theo này, nhặt đồ tiếp này. Vừa rồi mới cắn thêm quớ tử một tiếng với lại thiên sơn đó nè. Rồi đợi tiếp nhặt tiếp. Nhặt rồng boss anh em xem nha. Gần 300 con boss đó nè. Nãy giờ là quýnh bất thường là hơn 160 mấy con. Giờ đặc biệt thêm 5 mấy con rồi. Anh Long 50 con, anh Hải 3 mấy con nữa là con boss này gần 300 con á. Mà cố gắng về bờ nè mày. 7 con đấy. Ok anh ơi. Rồi đem dìm boss cái đống này nè. Khui nè mày. Khui. Á nhẫn quá trời. Chụp. Chụp, chụp 20. Không có kháng hỏ sinh lực hơn không? Hơn 100 con chứ không phải là 60 con. Hơn 100 con đúng. Hơn 100 con đặc biệt nữa. Nó 100 con mà, em nghe 100 con mà, anh kêu 100 mấy. Nó còn một dương trong nữa, anh không để ý. Trời ơi. Lúc nãy anh nói 101 con hay 100 mấy con á. Rồi, nhận chó 20. Rồi, được nhận 540 anh ơi, đừng có 540. Dòng 1 anh kia, ô đây biết dòng 1. Nội lực cao này. Ô, được, cái này được. Không bằng. Không đọc. Cái được, rồi. Được. Ok. Sinh thằng lực. Gì đi mua không anh? Lực 30. Nội lực. Ra. 13, 20. Hết tiêu. Rồi, hết rồi, rác rồi. Rồi. Ra nhật tiếp. Anh em đi vận tiêu bên em kìa. Từ từ xong cái mẻ này rồi xếp anh Tùng. Đợi em chọn mấy cái đồ không xài. Vứt bớt ra bên kia đã rồi thả tiếp. Thả tiêu đi nay ơi. Thả tiêu đi rồi tí đi nhận nhiệm vụ. Chưa về bờ món nào luôn em ơi. Chưa về bờ món nào luôn nha. Mình bánh vẫn full mà chưa về bờ nha. Nhưng là hết mình bánh kia là cắn thêm à. Giờ muốn về bờ thì chuyện hết tất cả thôi. Đây trên đầu quá trời mình bánh. Ai lấy lệnh bài phong độ à chứ có lệnh không? Có cho con đấy. Rồi, cánh tiếp mình bánh mặt trời. Mình bánh mặt trời được không? Vẫn chưa sang đường nhá. Cố gắng làm gia trình thổ đẹp đẹp anh em ơi. Chưa về bờ Lớn Quyền ơi.
Vừa mơ thấy, vừa mơ thấy có chuyện khán cả 16 hợp mộc tỉnh luôn á. Á đồn Nguyễn Ngọc nãy giờ xem live rồi ngủ quên luôn á Nguyễn Ngọc. Vừa mơ thấy chuyện khán cả 16 tỉnh ngủ luôn á. Ok người nam. Thay cái này nữa. Nhận thể kim nào con ngọn. Kim vội thủy. Thì đã có ai vừa đặt cọc quá kìa. Có 40 nữa. Một cái. Rồi ok. Thả tiếp anh Tùng ơi. Em dùm bó này cái em vứt dần con lon luôn như vậy. Này có mấy cái bó rồi, có mấy cái chưa bó ơi, này. Anh em lên bận tiêu đi anh em ơi. Thả đó rồi đi. Sấn đó là 25. Phụ ôi nó được 4. Tôi đi lên chứ. Động nhận gì gì không bằng có 2 trời. Trời, trống 30 trời. 30. Sấn hỏa 1. 120. Rồi con bèm có liên đế là ok rồi. Đó tiêu đâu có chết đâu mà trời. Ý là thả chưa? Ngọc bội 25 gì đó. Không kháng cả. Trời, giờ chuyện kháng cả quên làm chậm 40 gì đây. Có tất cả đâu? Không có kháng cả này. Có cái nhẫn kim này xin được độ cao. Bê xe lên, bê xe lên, a xe bê xe lên. Có nha, có. Được nhẫn 540 cho anh Tùng ha. 540. Trời, trời 520, 520. Xin lượng trên 19. A xe bê xe cướp được cổng rồi nha. Bắt đầu đẩy tiêu á. Toàn độ kháng, xin lượng lực. Có sinh lượng 120 kim đòi anh Long. Má cái ngọc bội chi vậy. 130 đi. Giờ đồ đồ này ra sinh lực cao lắm. Tí ra thế nào cũng dính lên cái cao thì trong gió thì thôi. Được một nhẫn 540 dùng 1. Cái này được vài kim nè. Hôm trước bán được vài triệu mà tầm này được vài kim. Rớt. Rao ít người mua quá làm ra rớt giá. Ít phải xài xài. Sinh lực một lực. Nhạc xấu. Mất tiêu rồi anh ơi. Rồi, lâm độ. Này bắt đặc biệt là thì cứ một con nó tầm 1 đến 2 món nè. 1 đến 2 món là trang sức. Rồi, đợi hăng thổ, quốc nhỏ lẹ. Đi bờ khải kìa. Mời gì nữa đây, người nam. Biết vừa mất á. Có đường mông tiêu á. Đường mông tiêu anh Tùng mua anh Tùng ơi. Biết kiếm đường mông tiêu. Có. Hỏi thử nó bán nhiều á. Em hỏi thử nó bán nhiều. Hỏi đòn nhiều. Bán nhiều. Rồi đậm đồ. Tiếp tục nè mày. Ngũ tiêu là đường mông nhiếp hậu hả? Không tiêu là ngũ tiêu cửu cung. Tiêu là cửu cung. Cửu cung. Cửu cung. Cửu cung phi tinh. Anh Tùng đang có gì phải không? Có. Trời ơi nhận. Mua bộ mũ tam kim á. Chốt. Vừa mua rồi. Còn gì nữa còn làm tốt tiêu đúng không? Còn gì nữa còn làm tốt tiêu. Trời ơi. Bút luôn. Tiêu còn nguyên mà liệu ai bước đâu. Sao nay kêu bị đâu xanh sao không phải là cái nhẫn mà là gia truyền. Đâu. Không phải nhẫn mà là gia truyền đó. Đủ gia truyền bực dữ rồi em. 29 kìa. 29 kìa. Không phải nhẫn mà là gia truyền trời. Nhận thơ lâu 19 mà thơ sinh lực một lực mấy này. Nhỏ gớm 11 19. Nhận này hàng hơi hiếm ấy không. Một số người không có xài ngập bội tùng rác. Không có nhận lực con trước còn má con tôi chích veo. À tiếp theo nè em ơi. Nhận làm chậm 40 dòng 1 tầm này chắc khoảng tầm 5 đến 10 kim thôi em ơi. Tầm 5 đến 10 kim thôi. Rớt giá rồi nè. Rớt giá cách này nửa tháng rồi. Server này chuyển phái không được nha. Trường hình ơi. Chuyển phái không được nha bạn ơi. Rồi tiếp tục nhận tiếp theo, bát tiếp theo nè. Ở bát 57 này hiện tại bây giờ thì vẫn chưa có siêu phẩm nè em ơi. Vẫn chưa món nào gọi là siêu phẩm nè. Mất tiêu anh ơi. Có mình tôi bị chết à. Cái kỳ vậy. Cái ông tôi thả xong trước rồi tôi thả cho ông tôi sau rồi chết. Nó kêu 20 kim vãi chướng. Vãi chướng. Được 20 kim bảo không. Thì đâu. Anh Long ở đâu em biết vậy nè. 20 kim vi kiếp mà đó mà 20 kim mình chịu nhiều quá. À, ngày anh Tùng mua mấy kiếp nó mới cũng công nó mấy kim ấy mà mấy kim giống mày mua còn 5 kim mà. Ừ giờ em nói đó cuốn này 5 kim bán được còn lấy nha anh Tùng. 5 kim. Ừ 5 kim lấy. 5 kim lấy thằng giá cuốn kia vừa mua bảo vũ có 5 kim này.
Đồ, anh ra bán 5 kim được rồi, nó đòi 20 kim được không? Em kêu thôi. Năm tôi là gần về mà gần về giấu rồi đó. 5 kim bỏ tiền. Người ta kêu không biết giá, 20 kim. Ta biết giá có đòi đâu. 20 kim. 20 kim được không? Khắc mẹ, khắc mẹ đang đòi 20 kim. Nói cầu 20 kim được không thì bó tay. Tương Dương bắt 5 kim được thì lấy, 5 kim được lấy. Đây. Làm giá bảo vũ đó. Ừ, bằng giá bảo vũ được rồi. Bằng giá bảo vũ này. Đi tiếp ạ. Được giao dịch luôn này. Bằng giá bảo vũ. Vừa mua xong. Má cái nhẫn không. Mình nhíp hồn hay là đủ đúng không anh Tùng? Ừ. Nhíp hồn nữa. Đâm. Ai lấy nữa không? Ai lấy chứ không được kia là. Khôi. Có nguồn ở đâu vậy hơn? Không yên thua đặt trần ơi, không có kháng tất cả mà ai mua em. Cái đó cho nghe mi búp mang tạm thì được. Cho nghe mi búp mang tạm chơi thì được em. Tương Dương Bắc. Cho nghe mi búp mang tạm thì ok. Tương Dương Bắc. Ôi, con này không có món đồ luôn, vãi rồi. Rồi gì tiếp tục. Rồi thả tiếp Tùng ơi. Bỏ cho em xem. Tương Dương Bắc. Đâu cũng nãy giờ vẫn chưa siêu phẩm em ơi. Đúng rồi, mấy thằng vô đinh nè. Ai siêu phẩm gì một cái rồi ơi. Khẳng lôi 29. Rồi, anh đang đợi. Mà là sinh lực thấp quá, sinh lực có 37 à. Được. Cũng được. Được nhận khẳng lôi, được. Nhận khẳng lôi. Cái gì sao? Một nhận khẳng lôi 29 dùng 1 anh ơi. Thế à? Ừ, này anh cần ấy. Nami nó không có. Nó không đi à. Nội lực, cái này sinh lực được mấy chục. Nami trưởng cái gì? Đúng rồi anh ơi, ok. Được. Đồ cái dây chuyền hết tất cả hiếm ghê à. Má không có kháng cả luôn trời. Dù khách với cả một cũng không có. Rồi, may mắn hai đâu, căng dữ. À, lần đầu tiên trong lịch sử. Lần tiên lịch sử cũng rất là may mắn luôn nè. Rồi, không có, đủ gia truyền khăn lôi, bực người gốm. Rồi, nói chung là được cái... Sắp hoàn thành kế hoạch rồi. Rồi, bước này. Hai nhãn khăn lôi. Này ơi. 140. Nghe. Nghe. Lấy siêu công lệnh không? Khăn lôi. Thôi, má buồn quá, bị cướp tiêu buồn quá. Không lấy quá, phải đi. Cướp tiêu buồn quá hả? Phải cướp đi. Được ít đồ rồi em ơi. Siêu phẩm thì không thấy. Không thấy siêu phẩm nhiều. Được một cái khăn lôi 29. Lên chốc trên này ơi. Được một nhận khăn lôi 29. Chưa 99, 20%. Ok. Ừ, ăn cái mua tống tiền đất thua với lại cái gì này. Là dắt lên chấp. Anh Bùng, anh Tùng về bờ được nhận khăn lôi 29 em ơi. Nhận đó ok đấy. Hôm trước 30 là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn các bạn. 30 tuyệt vời luôn, đây 29 em ơi. Nó kêu dọn hồi, em kêu là Nam Kim bằng cuốn bí kíp bảo vũ mới mua. Nó kêu dọn hoài, đúng hoài biết sao. Để kệ cho nó, ừ. Giờ tầm này nó đã ra rồi là giờ nó ra chẳng lan đúng không? Ai. Ui. Đây là cái bí kíp vỏ đen kìa. Có 2 kim. Vỏ đen nè, vỏ đen. Anh Tùng à. Vỏ bí kíp 1 kim, 3 kim. Vỏ đen. Vỏ đen mới mắc thôi. Vỏ đen rồi thằng Đây là cái bí kíp vỏ đen kìa. Thả tiếp Tùng ơi. Vỏ đen mới mắc. Ủa nhưng mà phái nào là mua bí kíp phái đó hả? Hay là phái nào cũng được. 20. Sinh lực một lần. Lôi 10. Trời 30 trời ơi, cái này 40 là ngon luôn, đang tìm rồi chứ. Có 30 trời. Trời. Lại là 20. Rồi 10. 20, lại 20. 20 10. Tinh lực cao chưa? Cái này cái 29 lúc nãy. Rồi 540. Rồi ok, tổng ra. Còn gắt mà rác. Cái này mà làm nó đậu qua cho cái nhẫn cũng được đi anh em. Cái này mà nhẫn đẹp luôn anh em. Làm chậm 40 sinh lực lực. Cái này cái nhẫn quá đẹp luôn. Cho nghiệp bỏ cho chiền chịu luôn rồi. Này 20 không xài được. Anh em nào xài cho 20 toàn 20 không. Này sinh lực lực anh em nào cần lái xài nè. Đường môn nào mang cũng chịu chặt hết rồi. Ông đi lật mà không chắc quá mà không làm lập luôn à. Chậm quá không làm lập luôn. Giờ cứ 20-30 đòi quá chọc quán thầm lầm luôn mà. À, đây là như Lam à. Có cái bông ở tắt, tổng kim.
Thì giờ bấm kim đâu cần tóc em. Dạ, em là tuổi 1 rồi cũng à, mày mượn nick anh đi, mày mang bộ hồng ảnh vô. Cái mày mang à, cái bóc bông kim vô mày bóc. Đúng đâu. Hả? Ừ, em không chứ em tiện em đi đây chứ. Nhưng làm thì tình nè, em tình đừng lái luôn. Ý là mày mang bộ hồng ảnh vô, mày hiểu không? Mày mang bộ hồng ảnh vô. Cái mày mang cái bóng mày kim vô là nó được tự tích. Bị kim ngày 10 mới mua 15 kim trong nghĩa mai, 15 hay 20 ta? 15 20 thôi. 20 20 kim nè, ngày 10 trưởng 20 kim. Đang cần nên mình mua 20 kim luôn hợp lý luôn á. Vì tầm này hàng hiếm quá. À, anh em như biết anh em ép những môn phái nào mà rẻ tiền á, rồi anh em cắn là được, chứ không cần phải ép môn phái của mình những mất tiền này nọ đừng ép chi. Cảm giác môn phái nào rẻ tiền thì mua xài hợp lý. Khi nào biết kíp mà 5-7 kim cái là mình mua. Em chắc là người ta lên 140 hết rồi mà chỉ có kíp gì ta trong quyển Sơn Hà hả? À, tiếp theo tìm bị kíp đang bồng rồi này. À, tiếp theo tổng ơi. Bị kíp đang bồng khó quá. Ui. Tiếp tổng ơi. Ui, trong căn hộ 20. Đâu, nhiều lắm. Được mỗi sinh lực trả được cái gì? Không kháng cả. Chưa thấy cái chuyện làm kháng cả đẹp đẹp luôn em. Hôm trước được dây kháng cả 16 rồi. Số. Rồi thêm được nhận kháng lo 25. Được. Nhận kháng lo 25 anh ơi. Đừng cái kháng lo 25 sinh lực một lực. Rồi. Được hai cái nhận kháng lo anh em ơi. Đục tính ra chẳng gặp mớ được hai nhận kháng lo. Ba món. Không có cái nhận thủy. Không có nhận thủy nào. Không có nhận thủy nào. Ừ. Đang đeo nhẫn thủy tháng 15. Không có nhẫn thủy nữa. Đẹp quá. Chờ trả mà... hai cái pho đồng độ chắc lên cấp luôn. Ừ, trả giùm cái này. Ờ, lên cái cấp. Cần cho... Ờ, làm đồ á. Mà con ngang bên chữ mà dùng hai cái nhẫn kháng lôi luôn hay sao ta? Đâu? À... nhận hai kháng lôi luôn á, nếu anh Tùng mang cái đai lưng thổ, còn lại anh Tùng thích mang hai nhận kháng lôi thì anh Tùng cứ mang, còn lúc đi bờ càng ngày 10 anh Tùng tăng trưởng môn á. Là mang cái nhận kháng lôi nhưng mà kháng băng vô. Kháng băng vô, đúng rồi. Kháng băng vào. Đúng rồi, thì sao? Ừ, đúng rồi. Băng vào. Đi thì... kim mang hai nhận kháng lôi. Đúng rồi, chính xác. Đi kim mang hai nhận kháng lôi. Là chơi gì nay ơi? Được hai nhận kháng lôi. Là mai ông coi cái vụ mạng sớm mà. Thì nói người ta rồi, hôm nay mai nó mang mạng xuống mà. Nó kêu sợ. Dưới lại là anh Tùng nghiên cứu nha, ép Sơn Hà nó có thể xịt 1-2 lần nha, tỷ lệ 30% lên thôi nha, chứ không phải 100% lên đâu nha anh em. Nên là lựa những cái con bí kíp nào mà rẻ tiền anh em ép. Đó. Mà là có xịt nữa à? Ừ, xịt, có xịt, tỷ lệ 35% thôi. Quá rồi. Ừ. Dùng đường môn nha em. Dùng 1-20 mà dùng bí kíp khác được chứ. 35% lên thôi. Rồi tiếp tục Tùng ơi, tiếp tục. Anh Tùng mà đường môn thì phải mua đường môn chứ hay là bí kíp khác? Bí kíp khác nuốt được anh ơi, ép bí kíp khác nuốt được. Mà lại còn cái gì quá khó. 14-30. Thôi ráng giả tẩu 200 người đầu tiên đi anh em. Trời ơi, 15-20 đâu, cái này 40 đẹp nha. Khó. 6 dòng. Rồi, 6 dòng xấu quá. 20 5 Chà, mẹ ra cái này gọi là mẹ luôn ơi. Phải rồi, tất cả ra kiểu lạ trời. Một cái thủy nó mới gớm kìa. Phải không ai xài một ra một. Má đồ náo. Một điểm à. Thực sự anh em luôn. Không hiểu là tại sao có được một điểm. Phải chi nó thêm số 8 nữa hả? Đúng, đầu thì má thực sự luôn. Không, bắt đầu ra. 20 một điểm anh em vãi chướng thiệt. Vãi nồi một điểm. 30 sinh lực cao. Gì đây, đồ ông nội, ông đứng nhặt đồ chung nữa đây ông nội. Nghĩ sao ra kháng cả một trời. Không hiểu được, không thể tin được. Mà không thấy nó mới khổ chứ. Không tin được ra kháng cả một luôn trời. May mắn thì gần 600 mà đâu mới một à. Ừ, ra còn ra may mắn quên còn ra kháng cả một em chịu rồi. Mày bắn hai cái đầu một. Chiêu. Hết đường. Quá tay. Mày bắn hai đi chứ. Giá cái con bộ bắn hai nè. Đục động. Khôi. Kiểu đời không thấu. Kiểu là đời thực sự.
sức mạnh rồi thân sức mạnh độc sức mạnh nhóm cuối thân độc 19 sức mạnh chô sức mạnh 137 này ngọc bò này ngon này. Ô, kháng độc không có. Ôi ngọc bò bánh năm đó là tới gần tới ơi nhận thêm nhận 27 nữa đủ sân thời tới rồi thêm nhận 27 nữa ai chứ thời tới là cản không nổi lực bằng lực hơi phèn chân lực lực hơi phèn thôi nhưng mà bắn 52 cũng được à lại bắn năm là như kim rồi dạy kiếm ai mua dạy kiếm bắn 2 triệu rồi. Rồi, được rồi, đừng bắt đồ có giá trị hay bỏ ăn đường cho anh em tí nữa, cho anh em xem nha. Đồ không có giá trị, đỡ tí gom lại, tí gom lại, tí gom lại. Mấy cái đồ không có giá trị đến sau. Mày bắn 5 có giá trị nè. Phải chặt rừng. Mày bắn 2 đó rồi. Bắn 2 bỏ ăn rừng kìa. 120. Không, không thì cho anh em nào xài xài. Đó, không. Ờ, anh em nào xài xài, mày bắn 2 xài cho nó làm gì. Đi đây mấy con xe á, mang vô. Lỡ nó ra đồ sao. Rồi, đụm đồ. Hay lên. Kháng cảm 1 đâu đầu. Làm cảnh xấu dòng cho vui nè, kháng cảm 1 ở đâu thực sự luôn. À thực sự luôn. Xếp một bánh thực sự quá đẹp luôn nè. Rồi khá lọc ạ, lọc ạ khác bị nhiệt độ tích. À, nhận đồ tròn vãi nổi đúng thì quá tròn luôn. Vậy anh nhận khắc lô 30 này nó đẹp này. Ừ, đang tìm nhận khắc lô 30 á, nó đẹp luôn nè, đẹp trai luôn. Cái 29 nó cao thiệt nhưng mà sinh lực lực nó phèn phèn cái gì á. Phèn phèn cái gì. Rồi con này anh ngừng em xíu anh Tùng ơi, để em dọn rương rồi nha. Ừ. Ngừng em xíu, phun rương rồi. Chờ nó xong hôm nay đây nha. Mấy con cuốn này hay ra cho chiến khách cả 18. Đếm tí nha. Độ phun rương đấy mà. Để biết bỏ chỗ nào nha. Đếm tí nha mày, phun rương rồi. Mấy con một con nữa. Boss đó, boss đặc biệt là bao nhiêu tiền một con hả? 600 xu một con nè. Không. Không ý, bao nhiêu con để mở. Hả? Bao nhiêu con đã mở rồi sao? Bao nhiêu tiền vàng á? Ý nó bao nhiêu tiền vàng? À, 20 vàng thôi. 20 vàng là con. 30 mấy con hả? Thì 20 vàng con thì ông phải cầm 700 vàng. Cái 700 vàng. Đúng rồi. Đợi một tí nha. Em bó cái này. 740 vàng nha này. 740 vàng. Khui nè em ơi. Khui. Kháng cả đâu. Giá trị một mớ luôn nè em ơi. Rồi. Nó 16. Xấu giọng. Sốp. 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 Đủ gì vậy? Chuyện không mất thương rồi. Xin lực cao. Chuyện hóa hết rồi. 540 ngon ngon anh Tùng ơi. Ôi đang tìm cái bọn này ra luôn anh Tùng ơi. Đẹp luôn. Được nỗ lực luôn. Sinh lực nỗ lực 15m. Đồ quá sinh lực nỗ lực cao vậy. Ừ đang tìm. À sinh lực nỗ lực cao nha. Đủ chi tiêu rồi nha anh Tùng. Đủ chi tiêu rồi, chi tiêu hôm nay. Còn cái nhất thằng băng 25. Trời ơi cái ngọc bòi. À tưởng nhẫn chứ. 120. Số 7 là chỗ thằng mình. Rồi cho người đến sau nhé. Ô hai. Có cái 11. Có 11. 11 kháng tất cả anh Tùng. Đậu xanh. Nó làm được cái 40 cũng được. Giờ không có giá nữa. Giờ đẹp thế. À chuyện đẹp quá. Khoảng bằng 5 mà. 6 á. Khoảng bằng 5. Ít quá. Cũng được vài kim. Vài kim. Đủ gạt cho cuộc tình. Hồi thốn được vài kim nè. Có tiền á. Đúng rồi. Trời ơi chống 30.
Anh Tùng ơi. 10 đao. Trời ơi, cứ nhắn nữa này. Các bạn có 10 điểm à? Gì cơ? Để cái đấy chuyện khổ với 8 cái. Anh cứ cắt đấy nhé, để mấy mấy dùng trực áng bổng em mua lại. Rồi, khi nào dùng mua lại alo. Giờ mua đi, cắt cái gì nữa trời. Á, thiệt sự. Mua bài cung, đưa cả cho em dỡ gần. Đấy là làm chậm nè. Đấy nha, ngọc bội này bán shop mẹ cho nó khỏi cây cũ này, mà ngọc bội này chả ai xài luôn. Nhẫn này, nhẫn ngứa gan cũng có 3.70. Sinh lực nữa là không có, bán bà shop. Nhưng mà giờ cái giá gì khác cả 11 cũng rẻ à. Cái giá nó cũng rẻ. Thì giá chán để lại làm vô tẩu cũng được. Dạ tẩu, dạ tẩu. Được. Hai cái này làm vô tẩu cũng được. Không có gì hết. Rồi. Này thiệt sự này mà thành cái nhắn là ngon á. Đúng không? Đem đưa giống ngọc bội chi vậy. À thả tiếp Tùng ơi, thả tiếp Tùng ơi. Tiếp tiếp. Giờ có nhắn tha, nhắn 25 nè, chúng đọc 40 xin lực động lực nữa là vừa đẹp. Đâu, kháng cả 11 nè. Khá nhỏ. Khăn bằng thấp quá. Nó cũng khăn bắt có 5. Thả nó bù khá cả vô không được. Anh nói chung anh Tùng mấy nhận khăn lôi bán mấy kim bán ra cũng gỡ lại được chút. Ừ, nhận khăn lôi mấy cái này cũng ngon mà bán đẹp chứ. Em đang bán mà nó trả giá em 25 30 kim chưa bán đâu, cái nhận 27 số lượng trăm nè. Chưa bán luôn mà. Hôm trước có thằng mua 35 kim rồi mà em chưa giao dịch được. Bây giờ còn giá không? Xong cái nó kêu nó mua cái nhận khác rồi. Giờ ba ra ba cái nhẫn luôn, cái 29 thì dễ xài rồi. Cái thấp nhất là mấy đây, 22 hả? 25 anh Tùng còn mấy con, anh Tùng? Anh còn có 5 con nữa thôi. Công chị lần về bờ rồi, tuần này cũng có thể về bờ. Anh Tùng thì chắc cũng mua đồ đấy. Đâu, ra chuyện kháng cả 11 nè mày. Tưởng ra được. Ra được, đủ đi xài. Một giây chiên. Một ngàn, cái con một đẹp. Phải có đại luôn không cả. Có đại chứ. Quýnh cho anh Long anh em xong anh... từ đó nha. Bây giờ anh Long với anh kia đúng không? Quýnh cho hai anh kia xong rồi mình đã quýnh một đại luôn Tùng ơi. Ừ. Rồi quýnh cho hai người kia khoảng tầm nửa tiếng. Dạ, ekip anh em ơi. Anh xong rồi, anh uống rồi, quấn bắp đại nữa là được. 50 con, 15 phút. 15 phút nữa mới. Rồi, tiếp tục, mới tiếp tục là bát mới anh em ơi. Rồi, vừa rồi thì cũng đã kết thúc cái bát 57 anh em ơi. Với hơn 150 con bát thường và cũng như là hơn 120 con bát đặc biệt của anh Tùng. Thì thực sự là đồ thì cũng được vài món cho anh em xem sơ qua. Được hãy bót cái bát, cái bói cái rương đồ cuối cùng là được gì ạ? Số. Rồi, tiếp tục một nhẫn 540 ở dụng 2. Trung độc 10. Công bằng trung độc. Ừ, bằng trung độc 20. Số dụng may mắn 2. Vãi chứ. Tiếp tục món may mắn 2 nữa. 5. 6. Sức mạnh 18. Trực không bằng 24, 30. Không lôi 19. Sức mạnh, đa số đồ sức mạnh là nhiều nên 520. Thật ra. Được thêm một nhẫn 540 nữa anh Tùng ơi. Thêm cái mày bắn hai nữa ngon rồi. Thêm cái mày bắn hai nữa kìa, cái thấp đủ bộ đó. Đủ bộ, ra. Được một ngọc bội 5 chứ một mày bắn hai. Anh Tùng có lái cho anh Thiếu Lâm mang đi cho anh Tùng ơi. Cho anh bại anh Tùng ơi. Cứ được giống á. Có tính được không? Cứ được, Thiếu Lâm cứ được. Thiếu Lâm là cứ được nha. Thiếu Lâm là cứ được nha anh. Thiếu Lâm là cứ mang hở thủy là nó cất nha. Thiếu Lâm cứ mang lại cái bộ may mắn năm nữa kìa. Ừ, cứ được. Thiếu Lâm thì cứ được. Mang vô đi rất khó còn không lại nó ra rồi may mắn. Đúng rồi, cứ mang vô được bao nhiêu mang nó chạy được nhiêu chạy mấy cái này vô số. Anh em nào thấy được món nào cần thì xin nha anh em. Cái tầm này khá không vứt đó, cũng đỡ đó nha rồi. Rồi, là khá tổng đồ cho anh Tùng này. Nên anh Tùng ơi về giùm em Tương Dương Bắc anh Tùng ơi, Tương Dương Bắc. Ok. Tương Dương Bắc giao dịch hết những cái siêu phẩm của anh này. Đầu tiên em sẽ review cho anh em là cái siêu phẩm này cho anh em xem. Đó. Giao dịch hết review siêu phẩm cho anh Tùng, của anh Tùng này. Còn là dây chuyền rồi. Ngày hôm nay, phần này đã cho em. Siêu phẩm cái này đã cho đẹp, không có gì hết. Đẹp không có gì hết. Cắn cắn một để lại.
Chị vẫn cái là chị vẫn hôm nay. Ôi tính ra tối nay ra được hai cái nhẫn 540 luôn đó. Hai nhẫn 540. Ngon. Này siêu phẩm kháng cảm mộ của anh Tùng à. Anh Tùng. Đó. Rồi, ok, máy này không có giá gì hết. Rồi. Đó, đầu tiên thì bây giờ thì giao dịch qua cho anh Tùng một số siêu phẩm anh em ơi. Và Khả sẽ cho anh em xem tổng thử là tất cả những vật phẩm là gì, những món đồ tầm trung, có thể là cho hoặc là cho anh em xài. Còn này là bán được đây là giao dịch hết cho anh Tùng nha, vui nè. Đấy. Đầu tiên nhẫn 540, sinh lượng lực bình thường. Bình thường cũng bình thường đúng không? Đó. Ok chưa? Rồi. Từ từ cả nha, đợi em xíu nha. Đây anh em ơi. Cho anh em xem lại này. Đấy. Những đây là món đồ gọi là siêu phẩm sơ sơ trong cái bát hôm nay. Đó. Bảy. Đó. Đấy, khăn lôi 29, khăn lôi 25, 25, máy bánh 2, máy bánh 5, là 7, 140, 140 cái nhẫn, nói chung được 2 nhẫn 540, ủa mấy nhẫn, ủa cái 1 nhẫn thôi mà, cái 1 nhẫn là nhớ 2 nhẫn mà, 1 nhẫn ở đâu không? 1 nhẫn nữa mà, nhẫn ở đâu? Lắc kè, lắc kè, nó bị lắc kè, lắc đâu? Đó, nằm dưới kè, bị lắc, đủ nằm dưới nè, đây nằm dưới, nhớ có 2 cái, 2 nhẫn, đó, đúng không? 140, biển quá biển, quá đẹp luôn. Khăn lôi cũng ok luôn. Rồi giá trị của vật phẩm này thì tí nữa sẽ cho anh em xem cho anh em biết nha. Rồi ok, Khải kết thúc bắt 57 ở đây và tiếp tục Khải sẽ tiếp tục đánh tiếp tục cho anh Long tiếp tục bắt 58 cho anh em xem nha anh ơi. Và tiếp tục bắt tiếp theo đó là anh Long khoảng 560 con, anh Hải sẽ 3 mấy con nữa thì bắt sâu sẽ là hơn 100 con nha anh em. Và ok bây giờ thì Khải sẽ cho anh em giao dịch qua cho anh Tùng một mớ đời anh em ơi.